Ok, xin chào tất cả các bạn nha. Thì ngày hôm nay thì chúng ta lại có một cái clip uh, update của cái update uh, của cái trailer gọi là cái trailer cuối cùng. Nghe nói là nó đã là trailer gọi là phi này thì chắc chắn là sẽ là cái trailer cuối cùng rồi. Thì những cái clip như làm như thế này á mình thấy nó khá là công nghiệp mọi người à nên mình cũng không có muốn làm nữa tại vì update mọi người thấy bây giờ nó cũng gọi là gần đầy đủ hết rồi thì làm thì mọi người cũng có thể xem được hoặc là livestream như thế nào mấy bạn trong discord mình cứ bảo là thôi anh cứ làm đi cho nó kéo tương tác ông ấy là nó sẽ kéo được một uh, lượng fan đấy nhưng mà thấy cái clip này nó kiểu nó uh, nó không có gọi là như nào ta tại cái clip ở trên kênh mình cái clip này nó đã đã nó đã đến cái clip thứ ba rồi mọi người thôi thì thôi kiểu như là mình chiều mọi người mình làm cái clip này nhé mọi người mình chiều mọi người mình làm cái clip này gọi như là cũng gọi là một cái clip uh, Uh, xem gọi là xem cùng với mọi người và phân tích coi có nó còn những cái thứ gì mới hay là nó có show với những gì thứ gì mới hay là không để chúng ta biết mình mình hy vọng trong tuần này nó sẽ up mọi người à, chứ mà thật sự khá là khá là dài rồi khá là nhiều kiểu nhiều cái clip up như thế này luôn rồi nhiều cái trailer lắm luôn rồi đấy mình thấy cảm giác như game nó đang lừa tụi mình nó kiểu như là nó đang cho mình gọi nói chung thì người ta cũng gọi là kéo cái lượng lượng người chơi lại nhưng mà đối với những người như vậy thì nó tốn khá là nhiều thời gian để cho họ họ những nếu như các bạn chơi thì các bạn mong chờ như như thế mình thì mình lại hết content để làm khá là nhiều người cứ đem những cái clip đó ra rồi để ngồi phân tích với nhau thì lúc riết cái cái content nó bị gọi là nó nó bị công nghiệp đó mọi người ạ à. à, thì chúng ta sẽ quay một cái quỷ đi trời ơi đèn không muốn nói luôn ấy mấy bữa nay mình bị cái gì không hiểu nữa thì được rồi thì theo như mọi người thì mình sẽ xem cùng với mọi người nhé thì chúng ta xem thì chúng ta sẽ bao và chúng ta phân tích nhé không xem hết một lượt xem hết một lượt như lúc trước thì nó cảm giác như không nó không có hay lắm rồi à, bây giờ mình sẽ bật cái màn hình mình lên nhé mình sẽ tắt cái nhạc của cái này đi thì chúng ta sẽ vào chúng ta phân tích nhé à, vừa xem vừa bao thì mình sẽ tắt cái nhạc đi à, vào đầu tiên thì chúng ta thấy cái gì đây một cái đảo mới mọi người à đây rồi đây sao không bao là được nhờ khó chịu nhờ khó chịu hết nhờ đây một cái đảo mới mọi người à một cái đảo mới ok một đảo mới đương nhiên là update lớn thì đương nhiên bắt buộc nó phải có một cái đảo mới rồi đầu tiên chúng ta sẽ có một cái đảo mới nó sẽ sau đảo mới cái đây là cái phần À, cái phần ở trong không gian của cái hàng katakuri. Đấy. Furniture. Cái 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 gì đó. giờ à, và đầu tiên thì chúng ta thấy à, có thể đây là sẽ là những những đây là những admin đây. Những admin hỏi, không biết là có boss hay là không thì không không biết nha. rồi có thể để à, coi coi chúng ta có cái vũ khí gì mới hay là không. Đây. À, cái cây chì này mọi người có thấy con trụ mình không cái chì này là phải cái chì mới không hay là chì cũ mọi người đây là kiếm của hay là những món vũ khí này nó sẽ được update lên thì không biết nhé đấy thanh kiếm này thì để sau lưng nên mình không nhìn thấy rõ cây này hình như là cây cái này không biết luôn cái này thì của thằng uh... thằng dắt uh... hạn hán này cái này thì của thằng rafaga đi quanh lo cái này là chắc chắn là của kaido rồi đó đây một cái không một cái map mới thì đây là những sơ lược về map mới cho mọi người xem thôi Ủa, hình như mình vừa thấy là cái này là cái này là cái gì ta sao nó lại mờ thế nói chung là cái hình vừa chiếu nghe á mọi người hình như là có có vẻ như là trái cao su đúng rồi trái cao su nó sẽ được làm lại nữa và cái này là bika rồi bika mọi người à B.K. Ok, PK, đạo mới Rất lát với ha Chân lửa làm lợi à Đây Chân lửa làm lợi khá là nhiều hướng nhở. Lại thêm, thêm nói chung là lại thêm một mớ thông tin Nhưng mà mình nghĩ chắc là các bạn đã xem khá là nhiều rồi Xem khá là nhiều rồi Mình thì nói chung là ai à, chưa xem với mình thì xem thôi Đấy Chân lửa mọi người à Ồ, chân lửa, hiệu ứng đá chân lửa nó đá bây giờ nó đá nó nó không kiểu nè nó nó nhảy lên nó đá hẳn luôn này. Làm lại hiệu ứng. À làm lại hiệu ứng chém. Làm lại hiệu ứng chém. Pika nè. Chắc chắn rồi. Làm lại hiệu ứng chém mọi người ạ. À. Cái này là cái gì nhìn đấm nhìn đá thế nhờ. Ủa. Super mình V2. Chắc chắn luôn. Là nó. Hoặc là tay người cá. Cái hiệu ứng xanh xanh như thế này. Có lẽ là... Mình nghĩ chắc là tất cả các Melee nó sẽ làm lại hiệu ứng đánh đó mọi người ạ à. Đây là hình như là trong một cái không gian khác nữa nè Đây mọi người thấy không? Một cái không gian khác nữa nè Đó Một cái không gian khác nữa Awaken Awaken Cái gì đây? Cái gì đây mọi người? Haki à? Haki... Haki... Bá Dương yeah. Hai Bá Dương xuống số sure? Chắc chứ Mình nghĩ Có thể là hai kim Bá Dương đấy Ồ uh. Khả năng cao là hai kim bá dương đó nhờ. Wow. Pika thôi. Pika. Pika. Chẳng là Pika. Không có gì hết. Pika được sửa chiêu mọi người ơi. Ủa uh, cái gì Lông chỗ hổ à Lông chỗ hổ hay cháy lửa Ui Nó chữa nó hai con rồng kìa mọi người Một là lông chỗ hổ hoặc là cháy lửa thôi Trời ơi Úp cái gì mà to ha Cái người cá Mình thấy là me len nó sợ là khá là nhiều ấy Ê ơ ơ ơ Tập cá tập cá tập cá mọi người thấy cái đuôi không thấy cái đuôi không Rồi 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 What the hell? Đây 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 đây. Thấy dữ thôi chưa? Ơ kìa, tộc nó sửa lại nhiều hết nhờ. Vậy là tộc rồi mọi người à Úi trái cái con su cái con su, cái con su, cái con su, cái con su. Còn cái con su nha mọi người. Ok Ok à. Đây, cái con su. Sửa lại rồi. Ô! Cái này là hiệu ứng của tộc hất tỉnh hả? Ô, vậy là hồi nãy mình thấy mấy người ta điểm 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 lại các mọi người ạ. À. Chúng ta sẽ biết mấy cái tộc. Rồi rồi. Tộc cá. Chúng ta sẽ để nha. Tộc cá nè. Hình như là bốn người hay năm người vậy đấy. Vậy là tộc khá, tộc khá là nhiều. Thấy cái này sẽ con sâu hơi. Tộc thỏ nè tộc cá này nó có nguyên con cá tộc thỏ nó có nguyên cái đuôi con thỏ to hơn đó này có khi nào có hai ký bá dương không nhỉ có giờ nó làm hai ký bá dương không nhỉ what the fuck tộc thiên thần mọi người ạ à. wow xịn thế chân lửa tộc người cá này chân lửa tộc thọ, what the fuck tộc thỏ Chú số. What the? Nó có quay nhanh không nhờ? Chạy kinh thế. Cái đó là cái gì thì mình chịu nha. Cái này là cái gì mọi người? Đánh ra lửa. Hiện tại trong game thì cái gì có lửa? super bởi không... V2. Và... Trái lửa thôi. Nhưng mình nghĩ chắc chắn là sẽ là, là lông hữu. Nhưng mà Long chỗ hữu mới ra đây thì... Ô, oh, Mochi nè. Mochi thì hôm bữa xem rồi. Đây, chi cuối của, của Mochi. Ô, oh, nó sâu chi cuối của, của Mochi mọi người ạ. À đấm nhanh hơn nha wow. wow. có thể là chiêu cuối của mochi không nhỉ hiện tại thì trong kia đang là chiêu cuối Đó, à, cuối cùng là cái mochi thôi mình nghĩ có khi nào nó ra haki bá dương không nhỉ hơi căng đấy ơi hết rồi mọi người Ờ. À. hai update data hai ngày nữa à phải không mọi người phải không? ngày hai ngày nữa không là ngu tiếng Anh đó. mọi người hãy comment giúp mình nhớ nha. Full donut roll hai là sao? Tới ngày 26 mới show nữa hay là tới ngày 26 update hay là hết tháng này nó mới update vậy? Alo bro. ơi hết rồi mọi người à. Cây thế à. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Là như thế nào nhỉ? khó chịu thật sự luôn á, thì chúng ta xem này chúng ta biết rồi, thì bây giờ nó đã show hình như là toàn bộ rồi, nó nó đang câu kéo để cho mọi người xem tiếp, update hình như là nó game, nó đang công nghiệp nó như nào, mà xưa thì nó show một hai cái rồi nó đớp rồi, bây giờ nó nó show, nó show, cái gì, nó show quá trời quá đó luôn, thì nói chung thì những điều đó chúng ta đã biết hết, trước hết rồi, tại vì nó cũng có thông tin hết rồi, nhưng mà đây là những phần hình ảnh, chúng ta có thể xem để chúng ta gọi là trải nghiệm về những cái chiêu thức khi mà chúng ta được dùng. Thì mình cái lúc nãy mình không biết là nó có hai kỳ bá Dương ở trọng hay không nhưng mà mọi người đã nhìn thấy những cái chiêu mà khi mọi người thức tỉnh lên uh, của mấy cái tộc à, cái đây là chắc là cái trải nghiệm của mình khi mình xem lần đầu tiên về những cái thứ về cái mấy cái thức tỉnh của tộc mà mình dự đoán thì uh, hai kỳ bá Dương thì chắc là mình nghĩ chưa có đâu. Nếu mà có hai kỳ bá Dương thì chắc là phải làm như thế nào á còn thấy một một đống admin luôn thì boss này không như thế nào không biết thì Chứ, đương nhiên là nó sẽ có một cái động mới rồi. Đấy. Thôi ok thì mình sẽ kết thúc cái cái video tại đây thôi mọi người à, để cho mọi người xem mọi người tự nghiên cứu nha Mình thì mình chỉ dự đoán sơ sơ như vậy thôi. Chứ bây giờ game này làm khá là nhiều mấy cái clip mà xem trailer rồi mọi người nó cảm giác là bắt đầu nó bị nhạt rồi. Ok, bye bye, hẹn mọi người những video sau nhé. Bye bye.